Sau gần 2 năm ngừng giao dịch lô lẻ để giải quyết tình trạng nghẽn lệch, Sở giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh House sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ kể từ ngày hôm nay, ngày 12 tháng 9. Việc giao dịch này được đánh giá sẽ góp phần gia tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán. Giao dịch chứng khoán lô lẻ được áp dụng đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ qua công ty chứng khoán tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn. Việc áp dụng giao dịch này sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua bán cũng như dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán. HOSE cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần trang bị các thông tin về quy định giao dịch chứng khoán lô lẻ như không được giao dịch trong ngày đầu tiên của chứng khoán mới niêm yết, hoàn toàn tách biệt với giao dịch chứng khoán lô chẵn. Nhà đầu tư chỉ được sử dụng lệnh giới hạn đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ. Theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán VTR của công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông Việt Nam VietTravel sẽ chính thức bị hạn chế giao dịch từ ngày mai, ngày 13 tháng 9, chỉ được phép mua bán vào phiên thứ 6 hàng tuần trên sàn upcom. cổ phiếu VTR của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Việt Nam, Việt Travel, bị hạn chế giao dịch là vì Việt Travel bị âm vốn chủ sở hữu. Căn cứ theo báo cáo soát xét bán niên 2022, như vậy gần 17,3 triệu cổ phiếu VTR sẽ chính thức bị hạn chế giao dịch từ ngày 13 tháng 9. Nhà đầu tư chỉ có thể đặt lệnh mua bán cổ phiếu vào phiên ngày thứ 6 hàng tuần trên sàn UPCOM. Theo báo cáo Tài chính bán niên, tới ngày 30 tháng 6, vốn chủ sở hữu của Viettravel âm 104,3 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm vẫn còn dương gần 8 tỷ đồng. Đến nay, lỗ lũy kế của Viettravel khoảng 300 tỷ đồng. Tổng tài sản của Viettravel hiện nay đạt hơn 2.234 tỷ đồng. doanh nghiệp này đang phải gánh khoản nợ gần 2.339 tỷ đồng. Hiệp hội Logistics Việt Nam vừa có đề xuất hỗ trợ ổn định giá xăng dầu đến hết quý 2 năm 2023 nhằm giữ chi phí Logistics theo Hiệp hội Logistics Việt Nam, giá dầu và giá nhiên liệu tăng mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí logistics, tác động đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, do đó nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cao điểm những tháng cuối năm, đại diện Hiệp hội Logistics Việt Nam kiến nghị cần hỗ trợ ổn định giá xăng dầu đến hết quý 2 năm 2023. Cụ thể, Hiệp hội này đề xuất trong thời gian tới cần tiếp tục bình ổn giá nhiên liệu trong nước thông qua giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Tiếp theo là một số thông tin giá cả thị trường đáng quan tâm. Trong tuần qua, giá thép tiếp tục đã tăng trở lại lần thứ hai kể từ đầu tháng 9, trong đó thép Việt Đức, Hoa Phát, Việt Ý, Ponima đồng loạt tăng giá trên toàn quốc. Đối với sản phẩm thép cuộn xây dựng và thép cây dao động từ 150 đến 200 000 đồng một kg, chưa bao gồm thuế VAT. Nguyên nhân của lần tăng giá liên tiếp của thép gần đây là do nhiều nhà máy thép ở châu Âu đã phải đóng cửa vì thiếu khí đốt. Báo cáo nhanh của một số sở giao thông vận tải, đến thời điểm hiện tại, có hơn 59% hãng taxi sau khi kê khai tăng giá đã giảm hoặc đã thực hiện kê khai giảm giá, mức giảm từ 800 đến 1.000 đồng một km, tương đương từ 6 đến 12%. Khoảng 42,6% đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cũng giảm từ hơn 5% đến hơn 14%. Lĩnh vực vận tải hàng hải, giá cước vận tải biển quốc tế giảm khoảng 40% so với thời kỳ đỉnh điểm và đang tiếp tục có xu hướng giảm. Đối với lĩnh vực vận tải hàng không, hiện vẫn chưa được xem xét điều chỉnh với việc vừa qua ấn độ ban hành quyết định cấm xuất khẩu gạo tấm nhiều doanh nghiệp gạo của Việt Nam đang ngưng chào bán do dự báo giá sẽ tăng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã hạ dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2022-2023 xuống còn 512,4 triệu tấn, đồng thời nâng dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu trong niên hạn 2022-2023 lên mức kỷ lục 518,7 triệu tấn. Dự báo này giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ sở để nhận định xu hướng giá gạo tăng sẽ xuất hiện trên thị trường trong thời gian tới.